Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì mình sẽ ăn hai món, đó là gà ác, Quỳnh hầm với lại táo đỏ củ sen. Và ở trên đây thì có là một ít tổ yến nha. Thì cái món này Quỳnh đã nấu, chia sẻ với mọi người cách nấu rồi, cho nên hôm nay Quỳnh nấu, Quỳnh không có chia sẻ lại. Và ở bên đây thì là chân gà hấp hành gừng. Cái món này thì cũng rất là dễ luôn, cho nên Quỳnh hôm nay Quỳnh nấu, Quỳnh bưng lên Quỳnh ăn nha. Ở đây thì Quỳnh có chuẩn bị là một ít muối tiêu chanh nha. Bây giờ mình ăn chanh vô với lại chân gà đó, thì Quỳnh sẽ chấm với lại cái sốt cây sâm giang hồi nãy Quỳnh quay cho mọi người xem rồi đó. Còn cái này thì mình sẽ chấm với lại muối tiêu chanh. Chân gà thì cũng lâu lắm rồi Quỳnh không ăn mọi người, mà hôm nay Quỳnh định làm mà chân gà sốt Thái, mà rốt cuộc không có đi mua được tắc, cái loại tắc xanh như là tắc ở bên Việt Nam mình á, thì cái loại đó thì có lúc bán có lúc không bán, cho nên mình không có mua được mọi người. Cái chén bên đây thì Quỳnh sẽ cho là cái nước sốt cây sâm văn nha. Mình trước thì mình cho ra mình lắc một hồi để cho cái nước này nó đều á. Đó, xịt ra. Đó, mọi người thấy không? Để này mọi người dễ thấy nè đó. Trời ơi, nghe cái mùi là thấy nó cay đồng này mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn cái gà ác trước nha. Tại vì cái súp gà ác này thì nó bây giờ nó đang nóng á, cho nên mình ăn thì nó sẽ hợp hơn nha. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Gà ác ăn là siêu bổ mọi người. Ăn gà là mình ăn tay nha. Hôm nay Quỳnh mua con gà ác này là con gà ác nhỏ. Thường thường mấy con gà ác mà nhỏ nhỏ nó sẽ mắc hơn mấy con gà ác lớn mọi người. Quỳnh biết tại sao nó vậy mọi người. Gà ác này thì mình mua ở trong tiệm Trung Quốc. Thông thường á, mình mua ở cái hàng Việt Nam á, thì người ta bán một cái con gà ác bự khoảng chừng 1 kg á, còn có giá có 1 cent nè. Trong khi mình mua con gà ác này ở ở tiệm Trung Quốc chỉ có 450g thôi mà bán tới 2,5 cent là 500.000 đúng không à? Dễ sợ chưa? Hôm nay á Quỳnh à, trên cái tổ yến này không quá mềm nha, cho nó còn miếng miếng vậy nè. Hôm bữa mình có chia sẻ với mọi người cái cách chưng nữa. Mình muốn chưng cho nó mềm thì mình chưng cái thời gian ngắn lại, chưng cho nó dùng cùng với miếng á thì chưng cho ngắn lại, rút nguyên cái xương cái xương cũng màu đen luôn nha, con gà nãy độc quyện mà đó. Mà Quỳnh phải công nhận là cái thịt gà đó nó ăn nó khác chứ con gà của mình mà. Khác chứ gà gà bán trong siêu thị, gà này thì nó hơi dai, mình mua ở tiệm Trung Quốc nó ngon quá, nó dai. Gà này thì mình làm thêm một món nữa là hầm thuốc bắc, mà món thuốc bắc nó hồi quá mọi người à, ăn nổi. Thông thường món này nè bổ nhất là cho mấy bà bầu ăn á, với lại những người đang ốm mà. Lý do tại sao hôm nay Quỳnh làm là bởi vì Quỳnh cũng không được khỏe cho mọi người mà.
Quỳnh à, trái gió trở trời á, Quỳnh đau nhất á, mà mọi người thấy dưới đây nè. Cái này không phải là bị chậm quýnh, cái này là Quỳnh dắt hơi á, Quỳnh dắt hơi với lại Quỳnh cạo gió đó. Cái dắt hơi cái nó bầm lên nha mọi người, chỗ nào mà nó chỗ nào mà nó mệt mỏi á là nó hầm nó bầm lên. Rồi mình xức dầu rồi mình dán salon bá hoặc là mình đi thuốc mình uống cho nó đỡ. Khi xưa thì mệt mỏi á thì ở gần chỗ nhà Quỳnh ở nó có một cái chỗ được gọi là nó ấn nguyện nha mọi người, ấn nguyện nhưng mà mình ngồi nha, người ta làm, mình vẫn mặc quần áo bình thường của mình, người ta bẻ cho mình những cái xương của mình á, người ta bẻ qua bẻ lại để cho nó vô khớp lại á. Mà bây giờ dịch quá mình không dám đi luôn mọi người, thì cái đó giá nó rẻ mọi người, nằm ở trong một sen 200 ngàn, một sen 200 ngàn là đối với bên đây là rẻ nha mọi người, thì người ta làm cho mình khoảng 30 phút á là rẻ. Cái đó người ta gọi là dược lý trị liệu chứ, ở bên Việt Nam cũng có dược lý trị liệu nữa, mà thông thường làm dược lý trị liệu á được làm bằng máy mọi người, người ta cho mình lên nằm, người ta kéo giãn ra vậy mà mình thấy đỡ lắm nha. Còn những con gà cái thịt nó ngon mọi người, nó ngon hơn cái thịt con gà mua trong siêu thị nhiều luôn á. Mọi người đến tiệm Trung Quốc mua là có nha, tiệm Trung Quốc cái gì cũng có mà. Mấy cái đồ hầu như là đồ đống đá là chính, nhưng bán cũng ngon. Cái khu nở á hầu như là người nước ngoài nhiều hơn, mà tùm lum nước á chứ không phải là Việt Nam không nha. Mà người Việt Nam ở Nhật á, mình thấy ít có cái khu nào mà nhiều người Việt Nam nhiều á, thì người ta cũng sống rải rác ra trong cái khu đấy chứ không có tập trung như là nguyên một cái hẻm hoặc là nguyên một cái con sớm như mọi người. Thấy mấy người Trung Quốc á thì qua đây lâu á, người ta đi theo dạng chắc là vượt biên, cho nên qua đây người ta làm ăn mà người ta mở nguyên một cái khu được gọi là Chinatown mà. Từ cái khu này hình như mình nghe nói bên Mỹ cũng có không? Biết chừng nào ở Nhật nó mới được giống như bên Mỹ có khu, có cái khu giống như là chợ Việt Nam, có khu Cali gì đó mọi người. Chắc lâu ạ. Còn những thịt gà còn dễ sợ, hấp một miếng súp nha. Cái súp là linh hồn của món này, bao nhiêu tinh túy đã ra hết rồi. Ở bên Việt Nam mà cái thốn này của Quỳnh không biết bao nhiêu tiền chẳng. Quỳnh mua đúng có một hộp tổ yến á, để hoài hôm nay mới hết rồi mọi người, hôm nay là nấu 2 miếng cuối cùng là hết luôn đó cho cái món này. Ngon quá, lâu lâu không ăn lại ngon quá. Trời ơi, chỗ nó cay, chấm với sách tôm nhằn cũng cay giảm mềm mà.
giả màng à. Thông thường á, cái sốt cay này của Trung Quốc, của Hàn Quốc á, mình chấm với mấy cái món nặng như chiên hoặc là gân gân thế này nè, phải mà. Không dám chấm nhiều mà người chấm chút chút vậy mà cay giả mang thiệt. Quỳnh thấy cái loại này nè, nó có một chai màu đỏ mà không biết là chai màu đỏ cay hay chai màu đen cay không. Nhưng mà thấy chai màu đen cay quá. Trời, lâu lâu ăn chân gà ngon quá. Ăn món này là nó làm tràn ngập collagen nha. Quỳnh á, Quỳnh ở cái nhà cũ bên kia á, từ cái khu bên đó, nó thuộc dạng là nhà thấp tầng á, nó ở gần cái con sông lớn mà. Mùa hè thì vui nha, nói chung là trời nắng đẹp là đẹp, còn mà trời mưa hoặc là trời bão á, sợ mà. Sợ nước á, nước nó dâng lên á, nó tràn mà. Có đợt mà cái năm nào đó bên Nhật nè, còn làm ngoài lẩu giữa cơn bão mà, giữa siêu bão á, lẩu lên lo mình chết mà. Quỳnh chuyển qua đây lúc mà Quỳnh đi mua mà không để ý mà. Quỳnh chuyển qua đây cái khu này thì nó rất là xa bờ sông. Cái khu nhà bên kia thì nó gần bờ ruộng cho nên nó có cốc nhái nhiều lắm, cho nên rắn cũng nhiều nha. Quỳnh chuyển qua khu này Quỳnh không để ý mà, dạo đường để ý tưởng là nguyên cái khu mà người ta trồng cây cỏ thôi, ăn không phải mà nguyên là một cánh rừng nhỏ nha, nằm gần cái rừng nha mọi người. Thì ở Nhật á, mấy con thú mà không có sợ người mà, cái này người ta không có đi bắt thú nữa, nhất là chim rồi nai khỉ luôn mà. Vậy mới ghê chứ. Từ nhà Quỳnh mà nhìn qua cái bìa rừng á là cắt một con đường với cắt cái nhà hả. Thấy ghê mà, thấy ghê mà. Cái con đường thì hằng bữa hằng xa chạy xe ở ngoài, hằng quay cho mọi người xem là có con đường trước mặt Quỳnh có cái nhà, rồi cái nhà đó là sát bìa rừng á. Người Nhật á có nhiều người ta thích nhà sát bìa rừng nhưng mà yên tĩnh. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu, Quỳnh sợ là sợ thú. Sợ thú á, nó ra ha, mình trồng rau trồng đủ cả nó ăn nó bẻ của mình hết. Ở Nhật á, những cái nhà mà nó gần bìa rừng á, thường thường ta trồng rau mà, và người ta quấn cái đường dây điện á,
để cho thú nó không có vô mà ăn cái cây á. Rồi có một đợt mình đi quay ăn mận, quay ăn mận ở Nhật á, Quỳnh có quay cho mọi người xem á, là khỉ nó vô trong vườn ta, nó bẻ nó ăn mà, cho nên ta sợ lắm. Không biết khu này có không mà mình thấy khu này không ai trồng rau mà. Mình trồng đã đời mình chưa kịp quay video mà nó đến ăn chắc tức là bán hỏng. Khỉ rồi thì nó không ăn rau mà, ít ăn rau, còn sóc á, con sóc với mấy con ấy nó ăn rau mà. Cam ngon ghê. Dọn về nhà này cũng cả một tuần đó mà mình vẫn chưa có thu xếp đâu gì đâu mà. No quá mọi người, ngưng nha. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.